À, vâng ạ. À. Người anh em. Chia mũi mũi. Mượn số tắm dùng với. Sao vậy? Nữ đó. Xin lỗi, làm gì vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Rõ ràng tôi nhìn thấy hết rồi. Cô còn nói gì nữa? Tôi thật sự không nhìn thấy. Cậu không mau ra ngoài đi. Ở lại đây làm gì? Tôi biết rồi. Cô ta là nữ gia sồn. Không phải, không phải. Tôi đi ngay mà. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Tôi thật sự không nhìn thấy. Làm gì vậy? Mau ra ngoài đi. Nhanh lên. Tôi thật sự không nhìn thấy mà. Xin lỗi. Cẩn thận. Ok. Mặt nghiêng. Ok. Thêm một tấm nữa. Đáng yêu chút nào. Ok, hoàn hảo. Cảm ơn anh nhé, anh Đại Tê. Không cần khách sáo. Nhưng mà nói đi phải nói lại, lựa chọn người mẫu anh nô lần này, tôi chỉ phụ trách đề cử. Những thứ khác không dám đảm bảo. Vậy là đủ rồi. Với ánh mắt của thầy Đại Tê, là tiêu chuẩn thẩm mỹ trong giới mà. Nói gì cũng không sai. Thầy Đại Tê, khiến anh bận rộn các ngày rồi thật là ngại đó. Hay là chúng ta đi dùng bữa đi. Không cần, tôi còn chuyện phải làm. Cô ra thẳng ngoài cửa tính tiền đi. Nói là bạn của tôi thì sẽ được giảm giá. Tính tiền, giảm giá. Cô là bạn của kẻ kiếm chác thì cũng là bạn của tôi rồi. Chắc chắn phải giảm giá. Tiểu Chu, thầy Đại Tê, dẫn cô gái này ra cửa để tính tiền đi. Ngại quá cô Lê, tôi còn phải đi chụp ngoại cảnh nữa. Tạm biệt. Cô ơi, mời theo tôi. Chào cô, tổng cộng là 4.980 đồng. Đắt vậy, không phải nói giảm giá rồi sao? Đã giảm rồi, là 0.01%. 0.01%. Còn giảm cái quái gì nữa? Cô có cần xuất hóa đơn không? Có. Thức ăn nhanh tiểu hoàng tử, mau mở cửa. Bộ ốc sên hay sao, giao hàng chậm vậy? Xin lỗi nhé, lần sau sẽ giao cho cậu đầu tiên, lần sau nhanh nhé. Có chuyện gì vậy? Cậu là... Sao ông tìm được đến đây vậy? Tôi nhận ra cậu, cậu cùng một bọn với đám lừa đảo kia. Tôi nói cho ông nghe, tôi cũng là người bị hại thôi. Bọn chúng lừa tôi. Nhưng mà cậu đã lừa tôi đưa cậu đến cảnh sát. Ông yên tâm, lần này chắc chắn không lừa ông đâu. Bạn học của tôi cực kỳ nổi tiếng trong giới này. Con gái của ông được cậu ta đề cử. Từ gà rừng chắc chắn thành phượng hoàng ngay. Cái đồ khốn kiếp này, nói ai là gà rừng hả? Con gái tôi từ khi sinh ra đã là phượng hoàng rồi. Phượng hoàng, phượng hoàng. Chuyện này ông cũng giận hả? Tôi chỉ so sánh vậy thôi mà. Đến rồi, đến rồi. Ở đâu? Chính là ở đó. Cười một cái, cười một cái. Đẹp lắm. Miệng cong thêm một chút. Cầm cao lên, cao lên. Chú à, rốt cuộc là tôi chụp hay chú đây? Cậu chụp, cậu chụp, cậu chụp đi. Đây không phải là Lâm Mang Di nổi tiếng khắp nơi sao? Thầy Đại Tề cũng chụp cho cô ấy hả? Sai rồi, là cô ấy nhờ Đại Tề chụp cho cô ấy đó. Quả nhiên là người có tiếng tăm, chụp ra coi chẳng giống con người chút nào cả. Ý tôi là tiền khí, có tiền khí đó. Dáng chụp tôi có thể giới thiệu cho những kẻ bình thường sao? Đương nhiên rồi, đúng là không đơn giản nha. Lần này lạc giao chúng ta, nếu được chụp lên cái Anno. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu lạc gia của chúng ta được đăng lên quảng cáo của anh Nồ, thì tôi chắc chắn sẽ cảm ơn cậu. Hoàn hảo. Ba ơi, xong việc rồi. Ba ơi, thầy Đại Tề nói con rất tuyệt đó. Đương nhiên rồi, giờ chúng ta hạng 2 thì anh còn dám hạng nhất nữa. Nào nào nào.
Người mẫu của cậu tìm tới rất xuất sắc, tốt hơn cô lần trước nhiều. Tầm mắt của cậu bây giờ càng lúc càng độc đáo rồi. Cô nào lần trước? Cô gái tự nói là người quen của cậu đó. Người này ra dễ muốn chết luôn. Sắp 30 rồi đúng không? Tiểu nghệ của chúng tôi đã đắp cho cô ấy tận 3 lớp mà vẫn còn nhìn thấy vết chân chim đó. Cuối cùng chỉ có thể photoshop thôi. Đáng chết. Cô ta còn tự mình tìm tới đây. Cô ấy còn bảo tôi đề cử cho cô ấy làm người mẫu ảnh bìa của anh Nô. Cậu xem đi, với trình độ này tôi thực sự không thể cho người khác nhìn được. Có người dành với tôi hả? Tôi sẽ cho cô ấy khóc không kịp luôn. Cho tôi xem một cái không đẹp như cô đâu. Đây là vợ của một người bạn tôi đến chụp. Chụp chơi thôi, chụp chơi thôi mà. Cậu điều tra cho tôi chi tiết rõ ràng về Oris. Đến một cọng tóc cũng phải điều tra cho ra. Nó chỉ là mấy ngọn cho tôi đó. Ông chủ La, cậu vẫn đến vì chuyện của Tống Kiều Dương đúng không? Vũ Thiên à, chuyện này cậu thật sự khiến tôi rất khó xử đó. Phong thưởng chúng ta nhiều năm như vậy rồi, chưa bao giờ có tiền lệ. Nếu như tôi không dạy cho cô Tống Kiều Dương đó một bài học, thì sau này sẽ có rất nhiều người không phục. Ông chủ La, dù sao cô ấy cũng chỉ mới ra trường, không hiểu cách đối nhân xử thế. Thật ra nói tôi đồng ý với cậu thì cũng không phải không thể. Tôi có thể không truy cứu tiền vi phạm hợp đồng của Tống Kiều Dương, nhưng mà chuyện này phải có người đứng ra chịu trách nhiệm, và người đó chính là cậu. Tôi đã tính toán một chút rồi. Như vậy đi, tôi trừ phí cách xê của cậu trong quý này, coi như là có câu trả lời cho tất cả đồng nghiệp ở phong thượng này, cũng coi như tôi nể mặt cậu rồi. Phải biết rằng tổn thất lần này tiền không đủ để bù đắp đâu. Cảm ơn ông chủ La. Thằng nhóc nhà cậu là do một tay tôi bồi dưỡng nên. Trong đầu của cậu đang suy nghĩ gì tôi biết rất rõ. Chắc hẳn cậu đã có tình cảm với cái cô họ Tống đó rồi phải không? Không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy chuyện này tôi cũng có trách nhiệm. Chuyện lần này đối với cậu là một bài học. Đàn ông mà phải có thành tựu trong sự nghiệp, không thể vì những tin đồn lung tung đó mà làm ảnh hưởng bản thân. Tôi hiểu rồi ông chủ La. Cơ thể của cậu không đơn giản là thuộc về cậu đâu. Cậu có nhớ chưa? Tôi biết rồi. Cực kỳ cảm ơn. Có tiền thì mọi người cùng kiếm mà. Có tiền mọi người cùng kiếm mà. Có tiền thì mọi người cùng kiếm. Mọi người nhìn đi, đúng là Lạc Dao đó. Sao trở nên xinh đẹp quá vậy? Đúng vậy, chúc mừng cô Lạc Dao, giỏi thật đó. Đây là quảng cáo mới của anh Nô đó. Các cô nói xem, đến khi nào tôi mới có cơ hội đây? Sẽ có thôi mà, đừng hâm mộ quá. Tôi chỉ là may mắn thôi. Đúng vậy, chị Ngạo Phù, mau tới xem đi. Lạc Dao lên tạp chí rồi, đẹp chết đi được. Có cái gì mà bất ngờ đâu. Mấy năm trước tôi cũng đã lên rồi. Lạc Dao, tôi nói này, sao anh Nô lại chọn trúng cô vậy? Có biết thầy Đại Tề chụp quảng cáo son môi cho Lâm Mang Di đúng không? Anh ấy nói với tôi thế này là thích hợp với anh Nô nhất đó, nên đã khóc lóc đòi đề cử tôi. Tôi cũng không còn cách nào khác.
Nè, sao cô đẩy ba tôi? Cô nói chuyện đi, cô chết rồi hả? Đồ thần kinh. Chị Ngạo Phu, chị Ngạo Phu, chị sao vậy? Lạc Giao, chị Ngạo Phu bị sao vậy? Chắc không có chuyện gì đâu. Ghen tị đến mức điên rồi đó. Xem đi, tiếp tục xem đi. Đẹp lắm, đẹp đúng không? Đẹp thật đó. Thầy Đại Tề, người mới này không tệ. Giữa mi mắt của cô ấy có một loại khí chất rất đặc biệt. Tôi vừa nhìn thấy đã thích cô ấy rồi. Đúng vậy, cô gái này đúng là... Tại sao lại là cô ta? Tôi kém cô ta chỗ nào? Thì ra là cô. Tôi chỉ đề cử thôi, không dám đảm bảo. Hơn nữa, người kiếm chắc cũng nói rồi, cô chẳng qua chỉ tới dịp chơi thôi mà. Giảng trực, anh ta từng tới đây sao? Cô gái này là do anh ta giúp sức đề cử đó. Giám đốc trương của tạp chí Anno vừa nhìn cô ta đã thích rồi. Giúp sức đề cử? Giảng trực đâu? Đồ khốn kiếp! Anh cút ra đây cho tôi. Tôi nói này chị hai, đừng làm như vậy có được không? Chị hai, cái đầu anh. Anh trả tiền lại cho tôi. Người anh em, mượn sữa tắm dùng với. Sao vậy? Nữ đó. Xin lỗi, làm gì vậy? Xin lỗi, tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Rõ ràng tôi nhìn thấy hết rồi, cô còn nói gì nữa? Tôi thật sự không nhìn thấy. Cậu không mau ra ngoài đi, ở lại đây làm gì? Tôi biết rồi, cô ta là nữ dây sồn. Không phải, tôi đi ngay mà. Xin lỗi, tôi không nhìn thấy. Tôi thật sự không nhìn thấy. Làm gì vậy? Mau ra ngoài đi. Nhanh lên. Tôi thật sự không nhìn thấy mà. Xin lỗi. Cẩn thận. Giám đốc Ngô, tôi xin anh đó. Anh đừng đuổi tôi mà. Giám đốc Ngô, anh cho tôi thêm cơ hội nữa đi. Tổng giám đốc đã nói rồi, tôi cũng hết cách. Cái bình hoa đó đắt lắm, có biết không? Tôi đã đặc biệt cảnh cáo ở đó, nhưng mà không biết bị ai lấy đi. Nếu không sẽ không xảy ra chuyện này đâu. Tôi nói này giám đốc, tôi đã đặc biệt cảnh cáo ở cửa rồi. Anh Thiên, đi thôi, chẳng lẽ anh muốn cầu xin thay cô ta? Anh đừng đuổi tôi mà. Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi, giám đốc Ngô. Hết cách rồi, cậu đoán xem cô ấy cao bao nhiêu? Cô ấy à, dù sao cũng không thấp. Chắc cũng khoảng 1m8 đó. Không thấp hơn tôi bao nhiêu. Ban nãy tôi còn tưởng cô ấy là cậu con trai nữa. Dốc dáng như vậy, không làm người mẫu thì đáng tiếc. Làm người mẫu. Mọi người thực sự là công ty người mẫu à? Đương nhiên không phải rồi. Chúng tôi là buôn bán thịt người đó. Anh tránh ra đi, đừng dọa cô ấy nữa. Tôi không đi, tôi về đây. Đã là thời đại nào rồi mà còn chuyện ép người bán thân chứ? Cho dù là có, thì cái kiểu quê mùa khiến người ta đổ dở như vậy, bán cho ai được? Không phải tự cắt đường sống của mình à? Đừng nói lung tung. Tiểu Phương, anh ta không giống người tốt. Thời bây giờ người giống người tốt chưa hẳn đã là người tốt. Tôi thật sự có thể làm người mẫu hả? Cái này tôi không tự quyết định được. Vậy ai quyết định? Cô đó. Tôi hả? Cô nói được là được. Cởi quần áo ra. Cởi áo khoác ra. Xem tỷ lệ dốc dáng của cô. Nè, xoay người một cái. Cô từng đánh bóng chuyền à? Bắt đầu từ năm 12 tuổi. Vậy tại sao không đánh nữa? Bởi vì tôi cứ kéo chân của đội. Huấn luyện viên bảo tôi rút lui. Tại sao muốn làm người mẫu? Để bố tôi sớm được cưới vợ. Tôi nghe nói làm người mẫu lương cao.
Cô sắp gả được cho người ta luôn rồi, còn bố cô cưới vợ được gì nữa? Mẹ tôi chết sớm. Bố tôi ở dưới quê, có trồng 3 mẫu ruộng, nuôi 8 con lợn, mệt đến ho ra máu. Quả phụ họ Vương ở thôn kế bên đối xử khá tốt với bố tôi, luôn tặng cho bố tôi canh phổi lợn. Nhưng mà cha chồng của bà ấy không cho bà ấy tái giá, bởi vì chúng tôi không đủ tiền lễ. Được rồi, cô đừng nói nữa. Vũ Thiên à, con nhóc này cậu đưa từ đâu về thì đưa ngược lại nơi đó đi. Ông chủ La, cậu lần đầu tiên làm người mẫu hả? Cậu tưởng chỉ cần cao 1m8 là có thể làm người mẫu à? Khí chất, còn có khí chất cậu hiểu không? Cậu nhìn xem dáng vẻ sợ sệt của cô ta kìa, chân tay loạn xạ, không lưng cong người, làm sao đi sàn chữ T được? Mau dẫn cô ta đi. Trước đây tôi cũng được ông nhặt từ công trường về mà. Cậu bị nhứt trong đống bùn nhưng vẫn phát sáng, không giống cô ấy. Vốn chỉ là một đống bùn nhão. Tôi không phải bùn nhão, tôi nhất định có thể. Tôi là người có thể chịu đựng vất vả nhất trong đội đó. Nếu không phải dây chằng bị thương, tôi đã được vào đội quốc gia lâu rồi. Người mẫu không phải ai cũng có thể làm được. Tôi có thể. Được. Cuối cùng cũng đợi được câu này của cô. Vũ Thiên, giao cô ấy cho Bảo Liên đi. Được. Đi thôi. Được rồi, đi mau lên. Vivian, lại cơn gió nào thổi cô đến đây vậy? Lần này cô lại nhìn trúng ai rồi? Hôm nay tôi không phải đến để đào người của ông, mà là bàn việc. Buổi họp báo mùa thu của truyền kỳ bao gồm cả người mẫu, tổng chi phí 450.000. Thế nào? 450.000? Vivian, cô đùa tôi đấy à? Không nói tới chi phí chế tác nha. Phong thưởng của chúng tôi toàn bộ đều là người mẫu hạng 1, hạng 2. Ý ông đang nói tới mấy học viên mới nhe răng múa may trong show của nhãn hàng Anno đấy à? Tôi đã thấy qua tin tức giải trí rồi. Giá cả này đối với ông mà nói kiếm được không nhiều, nhưng chắc chắn không lỗ. Cô biết mà, dịch giá bây giờ tiền mời nhân viên quét dọn bán thời gian, một ngày mất cũng mấy trăm tệ rồi. Huống chi là người mẫu của chúng tôi, ai nấy đều được tuyển chọn ra từ hàng trăm ngàn người đó. Hoàn cảnh bây giờ không tốt, có cái để kiếm tiền tốt hơn là đền tiền chứ. Ông mau trả lời cho tôi đi. Tôi đi trước đây. Đừng. Cái này, cô nói đi. Bao nhiêu người? 40 người. 40 người. Đúng vậy. Buổi họp báo quý này của truyền kỳ có quy mô chưa từng có. Chỉ trang phục thôi đã 200 bộ rồi. Vivian, cô giết chết tôi cho xong. Số lượng người cô cần đủ cho 2 show luôn đó. Cô mời người khác đi. Đền tiền cũng được, nhưng tôi không thể lỗ tới vậy. Cô biết không, tôi chỉ mời một đạo diễn thôi đã. Tôi sẽ mời đạo diễn show. Cô, show lần này ý nghĩa rất lớn. Tôi sẽ tự làm đạo diễn giám sát. Có vấn đề gì không? Chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Rốt cuộc ông có làm hay không? Trả lời cho tôi trước 3 giờ chiều. 3 giờ rưỡi tôi hẹn giám đốc Lô bên Đỉnh Thịnh. Tôi làm. Đúng rồi, cô người mẫu đã làm hỏng show nội y lần trước. Ông đừng sắp xếp vào cho tôi nha. Cô yên tâm, cô ấy đã rời khỏi phong thượng rồi, chắc chắn sẽ không làm loạn đâu. Lý Chân, ánh mắt của bà tốt đó, vậy mà còn nhớ tôi. Cháu ruột của ông chủ mình, sao tôi lại không nhớ chứ? Tuy rằng vẫn chưa thể chắc chắn thật giả. Chào bà. Tôi tên Vivian, quản lý người mẫu của truyền kỳ 21. Rất vui được gặp bà. Giám đốc Lý hình như không thích cậu. Ai quan tâm? Vậy thì cậu ở đây là định tìm cơ hội để khiêu chiến với giám đốc Lý à? Sao bà lại nói như vậy? Tôi chỉ muốn nuôi sống bản thân thôi. Cậu không cần phải nhạy cảm như vậy. Tôi cũng chỉ làm việc cho ông ta thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như giám đốc Lý có một người cháu có năng lực như cậu mà không đến truyền kỳ thì thật quá đáng tiếc. Cảm ơn đã khen, nhưng mà đáng tiếc là không cần đâu. Chuyện này ngày mai chẳng ai có thể dự đoán trước được. Có lẽ có một ngày bà và tôi cũng sẽ trên một chiếc thuyền. Bà nói xem. Tôi đi trước đây, tạm biệt. Tóm lại, lần này nhất định phải học được bài học từ lần trước. Đầu óc phải linh hoạt,
Đừng ra vẻ chưa bao giờ thấy cuộc sống. Mới xảy ra chút chuyện đã kêu ầm lên, rõ chưa? Hàm dưỡng, tố chất. Còn nữa, lần này các cô cậu cũng sẽ cùng đi catwalk với người mẫu của công ty khác. Phải chú ý phối hợp, không được làm phong thủy mất mặt. Giải tán. Ông chủ là ông yên tâm đi, có Lạc Giao tôi ở đây, phong thượng đảm bảo sẽ tỏa sáng. Đến giày cũng đi không vững, còn khoác loát nữa, không làm mất hết mặt mũi coi như là may rồi. Bà thím, cô bị điếc hả? Không nghe rõ cô Bảo Liên nói tôi thể hiện không có vấn đề gì sao? Đúng thật đó, thêm vào cho đủ số, không có vấn đề gì. Bà Tám. Chào cô. Xin hỏi, cái hàm dưỡng và tố chất đó mà ban nãy ông chủ nói có nghĩa là gì vậy? Cô để tóc kiểu gì vậy? Quê mùa chết đi được. Thật sự quá quê mùa. Cô còn nói người khác nữa. Đồ bà Tám chết tiệt. Cô đừng quan tâm cô ta. Cô là người mới đến đúng không? Cô tên gì? Tôi tên Đại Cước. Đại Cước, mau dọn dẹp đi. Lát nữa đi với tôi. Đi với cô. Ông chủ dặn dò rồi. Cô không cần phải quay về tầng hầm nữa. Từ hôm nay trở đi, cô dọn đến nhà tôi. Tôi phải nấu ăn cho cô đó. Thật hả? Dựa vào đâu chứ? Sao tôi không có đãi ngộ đó? Không công bằng. Sao tôi không có đãi ngộ đó? Quá đáng thật. Tại sao Vedet lại là Lý Nhất Lan? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chỉ là phương án sơ bộ, kết quả cuối cùng còn phải xem khách hàng quyết định nữa. Nhưng mà trước giờ phương án mà ông chủ La đưa ra, khách hàng sẽ không có dị nghị gì cả. Ngạo phù à, vị trí Vedet này, quảng cáo của Anno đã khiến tôi mất cơ hội một lần rồi. Bây giờ tuy rằng chỉ là thử trang phục, nhưng tôi cũng cần cơ hội để mặc bộ chủ chốt của show đầu tiên nhất. Hơn nữa tôi cảm thấy không có người thứ hai nào thích hợp hơn tôi. Đúng vậy, đúng vậy. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Cô nói rất đúng. Lý Nhất Lan đúng là không phải là người mẫu công ty chúng ta. Hơn nữa cô ta là Vedet, đúng là có chút miễn cưỡng. Nhưng mà cô có biết tại sao tôi muốn làm như vậy không? Công ty Thiên Âm của Lý Nhất Lan vì đẩy cô ta lên làm Vedet mà miễn phí cung cấp 5 người mẫu hạng 2 tham gia vào buổi họp báo của truyền kỳ lần này. Nếu cô là tôi, cô làm thế nào đây? Ông chủ La, không phải ông vì tiết kiệm chút tiền này mà hy sinh cơ hội của người thuộc thượng phong chúng ta chứ? Chút tiền này, cô đúng là không nuôi gia đình rồi, không biết tương giàu đắt đỏ mà. Thị trường bây giờ kém như vậy, cô tưởng rằng được làm Vedet có thể một bước lên mây sao? Người làm ăn thì phải biết thứ vào trong túi mình mới là của mình. Cô hiểu không vậy? Không phải chỉ là phí biểu diễn của 5 người mẫu thôi sao? Tôi đưa. Số tiền này tôi trả. Nhưng tôi muốn làm Vedet. Ông chủ La, như vậy chắc ông không thiệt thòi đâu chứ? Nếu như tôi nổi ngay lập tức, sau khi kiếm được tiền cũng là phần của ông. Cô đúng là một người thông minh. Được thôi, được thôi. Thế cuộc ngày nay chia lại lương tâm để kiếm tiền vẫn phải có kỹ xảo thuần thục mới được. Cô nghĩ kỹ thật rồi à? Cứ việc quên như vậy luôn sao? Đã nghĩ kỹ rồi. Có lẽ tôi không thích hợp cuộc sống ở thành thị. Ở dưới quê không có lừa gạt, lợi dụng và phản bội. Tuy là rất bình thường, nhưng mà lại chân chức. Đó chỉ là một bài trắc nghiệm trong cuộc sống mà thôi. Cô không cảm thấy rời khỏi đây sẽ khiến cô mất đi cơ hội theo đuổi ước mơ sao? Tôi không từ bỏ ước mơ của mình, nhưng tôi phải tìm một nơi có thể thực hiện ước mơ của tôi trước đã. Bây giờ tôi không có khả năng sống ở thành phố lớn. So với như vậy, còn không bằng về quê tìm một công việc ổn định. Tôi là người lớn rồi, không thể để người nhà lo lắng được. Có lẽ cô nói đúng. Vậy tôi chỉ có thể chúc cô sớm ngày tìm được nơi lý tưởng đó. Nhưng mà đừng quên đó, ở đây sẽ mãi mãi giữ một vị trí cho cô, bởi vì đây là sự nghiệp chung của tôi và Tống Kiều Dương. Cảm ơn anh. Khoảng thời gian này tôi sống rất vui vẻ. Cái này tặng cho cô. Cái gì vậy? Chụp lại những mảnh nhỏ trong cuộc sống của cô rồi đăng lên trên mạng, là tôi có thể biết được cô đang làm gì bất cứ lúc nào. Cô cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Tại sao lại tặng điện thoại cho tôi? Quá đắt giá, tôi không nhận đâu. Cái này cũng là phần cát xê cô đưa cho tôi đó. Trả lại cho cô. Vậy được rồi, tôi sẽ cập nhật bất cứ lúc nào. Cảm ơn anh. Đưa tôi đến đây là được rồi. Tạm biệt. Đi đường bình an. Tạm biệt.
Alo, tôi Tống Kiều Dương. Phỏng vấn truyền kỳ. Chuyện tôi sao chép, họ đã trả lại trong sạch cho tôi rồi. Lý Chân, họ đã rửa oan cho tôi rồi. Họ đã trả lại trong sạch cho tôi rồi. Tài xế, mau dừng xe. Bác tài ơi, mau dừng xe. Tôi được truyền kỳ rửa oan rồi. Họ bảo tôi quay lại làm việc rồi. Tôi được truyền kỳ rửa oan rồi. Họ bảo tôi quay lại làm việc rồi. Chúc mừng nhé. Tốt quá rồi. Tôi được truyền kỳ rửa oan rồi. Tôi có thể quay lại làm việc rồi. Sao lại là hợp đồng người mẫu? Bởi vì cô ở phong thượng có kinh nghiệm huấn luyện người mẫu đặc biệt. Nhưng mà tôi tới truyền kỳ để làm nhà thiết kế. Cô thật sự nghĩ có người giúp cô rửa oan chuyện sao chép sao? Tôi nói như vậy chẳng qua hy vọng cô ở lại mà thôi. Thầy Lâm đến giờ vẫn chưa nói ra sự thật. Chuyện của cô tôi nghe ít nhiều rồi. Cô có sao chép hay không tôi không quan tâm đâu. Nhưng nếu như tôi là cô, tôi sẽ lựa chọn ký kết hợp đồng này. Làm người mẫu sẽ không khiến tài hoa thiết kế của cô bị mai một. Ngược lại, cùng với việc làm người mẫu, cô còn có thể tiếp xúc rất nhiều ý tưởng sáng tạo của các nhà thiết kế trong nước. Những chuyện này đối với việc sáng tạo của cô chắc chắn sẽ giúp ích. Khi tuổi tác của cô đã cao, không thể ở lại soạn chữ T, tranh đấu đến đầu rơi máu chảy với những cô gái tuổi trẻ kia nữa, thì cô vẫn có thể cầm bút lên để làm nhà thiết kế của cô. Nhưng mà cô cũng có thể suy nghĩ ngược lại. Nếu như một ngày đầu tóc của cô bạc phơ, cả mặt đầy nếp nhăn, hồi tưởng về những năm tháng tuổi trẻ, đã bỏ lỡ mất một cơ hội tỏa sáng rực rỡ trên sàn chữ T, bỏ qua một lựa chọn hoàn hảo, một mũi tên trúng hai nhạn, lẽ nào cô không thấy hối hận sao? Cô có vốn liếng tốt như vậy thì không nên lãng phí. Cô muốn cắm rễ ở thành phố này để thực hiện ước mơ thì đầu tiên phải có một sự đảm bảo về cuộc sống, đúng không? Cậu không giục cháu trả tiền. Cậu cũng biết, cháu vừa mới đi làm việc không bao lâu, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu như cô không cần, thì tôi vẫn tin còn rất nhiều người cần. Tôi ký. Lạc Giao, tạo hình của cô trong quảng cáo lần trước đẹp quá. Đúng là tay điện làm ra à? Đúng vậy. Khi nào thì có thể làm cho tôi một bộ đây? Cô tưởng tay điện rất dễ mời hả? Người ta nể mặt anh giảng đó. Trong giới này ai cũng có mối làm ăn với anh ấy hết. Anh giảng hả? Anh tìm em có chuyện gì không? Sao giọng của anh thê thảm vậy? Gần đây nóng trong người, trong miệng nổi mụn nước, nóng trong người. Vậy thì anh phải ăn nhiều món mát vào rồi. Anh có thích ăn kem không? Em mang đến cho anh. Dâu tây cũng không tệ. Wasabi cũng hăng lắm. Được rồi Lạc Giao, trưa nay cô với bố cô đến đây một chuyến. Những kẻ lừa tiền hai người đã bị bắt rồi. Thật sao? Tốt quá rồi. Buổi chiều tôi dẫn hai người đến chỗ cảnh sát, bắt bọn chúng, trả lại một phần tiền trước cho hai người. Lạc Giao, cô vẫn nhớ nơi tôi ở chứ? Đương nhiên rồi, chung cư Thượng Phong, phòng A302. Em thông báo cho bố đã, sau đó đi qua đó với ông. Anh giảng hẹn tôi ra nói chuyện, hình như có một quảng cáo mới. Hết cách rồi, tôi đi trước đây. Bye bye. Con nhóc chết tiệt. Chung cư Thượng Phong. Bà xã, sao em lại đến đây? Anh còn biết tôi là vợ anh sao? Tôi phải một mình nuôi con, còn phải trốn tránh cảnh sát nữa. Anh thì hay rồi, trốn ở đây còn vui vẻ với bé Đường nữa. Anh nóng trong người đúng không? Tôi sẽ cho anh hít thở đủ không khí. Bà xã ơi, bé Đường gì chứ? Anh còn ngụy biện nữa hả? Vốn dĩ quảng cáo của anh nuôi chính là của tôi. Anh lại giới thiệu con hồ ly tinh Lạc Giao kia cho đại tề biết, trắng trợn cướp đi quảng cáo thuộc về tôi. Bà xã ơi, hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Tôi gả cho anh. Đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đúng là mù thật rồi. Nếu em còn đánh nữa anh báo cảnh sát đó. Anh nóng trong người đúng không? Được lắm, để tôi hạ quả cho anh. Anh hẹn họ tới là để đến chỗ cảnh sát trả lại tiền mà. Trả lại tiền.
Anh giúp cảnh sát Trương tìm mấy kẻ lừa đảo kia rồi. Em không tin đúng không? Anh gọi điện cho cảnh sát Trương. Thật không? Thật mà. Anh mà gạt em sẽ không được sống tử tế. Cái đồ chết tiệt nhà anh. Anh không biết gần đây tôi tủi thân đến mức độ nào đâu. Được rồi mà bà xã. Bà xã đừng khóc nữa, đừng ồn ào nữa mà. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà. Quay lại là tốt rồi. Nào nào, ngồi xuống một lúc, ngồi một lúc đi. Vợ ơi, làm sao vậy? Chân của tôi. Đều tại anh đó. Quảng cáo Anh Nô là cô chụp sao? Chính xác, đáp án đúng rồi. Tôi là Lạc Giao. Cố lên. Mọi người hãy nhớ lấy thứ tự của mình. Lập tức cho hậu đài chuẩn bị. Phải khớp nhạc lần nữa. Nhanh lên, chuẩn bị âm nhạc. Âm nhạc dừng. Có chuyện gì? Cô bị thương rồi. Không sao. Hôm qua tôi bị đụng trúng. Hôm nay đã khỏi rồi. Đi như vậy không gọi là khỏi đâu. Thật sự đã khỏi rồi mà. Tôi rất tán thưởng phụ nữ kiên cường, nhưng lại ghét phụ nữ giả vờ kiên cường. Râu của chúng tôi không thể có bất cứ sơ suất nào. Cô ở vị trí này không phù hợp. Qua đây đi. Đúng vậy, chính là cô. Hai người đổi lại đi. Nhưng mà... Như vậy đi, thời gian gấp gáp. Mau lên. Tất cả mọi người làm lại lần nữa. Nhưng mà... Âm nhạc chuẩn bị. Vợ ơi, hết sữa bột rồi. Ra cửa quẹo phải, cách 150m có một siêu thị. Anh không có tiền. Mẹ lấy tiền kìa. Chúng ta đi ăn gì đi? Chúng ta đi ra quán ăn thôi nào. Chỉ còn lại chút này thôi à? Không phải cái đồng hồ của anh bán được 8.000 sao? Số tiền em mượn lúc anh bỏ chạy, không cần phải trả lại hả? Vợ ơi, làm em chịu khổ rồi. Nhưng mà em yên tâm, khó khăn chỉ tạm thời thôi. Anh mới là tạm thời đó. Đôi giày này của tôi là mẫu của 2 năm trước rồi. Mấy tháng này, thứ duy nhất thay đổi chính là mấy đôi vớ đó. Tôi thật sự không sống nổi mà. Vợ ơi, cảnh sát Trương đã nói rồi mà. Công ty sắp được giải tỏa rồi. Lúc đó thì anh nhận thêm mấy xô là có tiền ngay mà. Kể từ ngày anh bỏ trốn, tôi đã biết người đàn ông không thể trông cậy được rồi. Anh cứ đợi đó đi, tôi sắp thành công rồi. Đúng vậy, vợ anh cũng làm được vedette rồi mà. Sắp nổi tiếng rồi, đúng không? Đương nhiên rồi. Đến lúc đó, anh sẽ dẫn con đến cổ vũ cho em. Cần anh cổ vũ cho em chắc. Anh cứ ngoan ngoãn ở nhà trông con đi. Con trai, chúng ta đi ăn cơm thôi. Đi mua sữa bột thôi.